Nấu lẩu bò viên nha, rất là ngon luôn mà cực kỳ đơn giản, gia vị thì cực kỳ dễ tìm luôn á. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách nấu lẩu bò viên đơn giản tại nhà mà đúng chuẩn cái vị bò viên luôn thì hãy theo dõi cách làm của gia đình mình ngày hôm nay nhé. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là bò viên nè, thịt bò. Thịt bò này thì mình ăn nhiều ít thì mình cho nhiều nhé, và hai cái xương ống để mình ninh cho nước dùng nó ra để lấy cái độ ngọt á. Và hôm nay thì mình có sử dụng cái nạm bò nữa nè. Thì hầu như tất cả các nguyên liệu này thì các anh chị và các bạn cũng có thể gia giảm theo sở thích nhé. Nửa chiếc thơm, hai cây sả nè, củ cải trắng, gừng, hành tây, quế và hồi nữa nhé. Một thanh quế và hai bông hồi. Đó, một thanh quế và hai bông hồi như thế này nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ quế và hồi lên mà mình sẽ rang cho nó thơm lên. Đối với cái phần lẩu bò thì chúng ta cần phải rang lên cho cái quế hồi này nó ra cái mùi thơm để nó tăng lên cái vị lẩu bò của mình. Khi mà mọi người rang thấy vàng và thơm rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài. Và mình tận dụng cái chảo này mà mình áp chảo cái củ hành tây luôn nhé. Giống như là thay vì mọi người nướng á, thì mình nướng than, trên than đấy thì nó sẽ rất là khó và nó phức tạp. Thì mình sẽ áp chảo như thế này. Mình áp chảo cả gừng luôn nha, để cho nó ra cái mùi thơm á. Nấu nước dùng thì mọi người nên lưu ý là chúng ta nên nướng hoặc là áp chảo như thế này đối với hành tây và gừng, để cho cái phần nước dùng của mình nó ra cái mùi thơm. Và mình cứ áp chảo trên cái lửa vừa thôi nhé, vừa nhỏ 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 để cho nó chín đều vô bên trong. Khi mà nó chín vàng rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái nạm bò vô cái phần nồi áp suốt. Kế tiếp đó là hai cái xương ống heo. Và mình cho cái hành tây, hồi, quế và gừng mà nãy mình nướng lên cho nó thơm rồi đó. Nửa chiếc thơm mình bỏ vô luôn. Củ cải trắng này mình cho vô nửa củ. Mọi người cho hết vô cũng được, tại vì nếu mà mình muốn cái nước dùng của mình nó ngọt á thì mình cho hết cái củ cải trắng vô luôn nha. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái sả mà mình cột gọn vô và mình ninh luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vô cỡ tầm 3 lít nước vô cái nồi nước dùng này. Khi mà mình nấu lẩu bò viên á tại nhà bằng nồi áp suất thì cực kỳ nhanh luôn và cho cái nước dùng cực kỳ trong. Mọi người thấy không, khi mà mình đổ nước vô rồi thì mình sẽ đậy nắp và mình bật chế độ hầm thịt hầm. Và mình bật chế độ mở cho cái nồi áp suất này nó hoạt động ha. Trong lúc đợi cái nồi áp suất nó chín và mềm thịt thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần thịt bò. Thịt bò này thì mình sẽ xách mỏng ra để tí nếu mình ăn tới đâu và mình nhúng tới đó thì nó sẽ hấp dẫn hơn, ngon hơn. Mọi người kiểm tra ha, nó ngược số bò thì mình xách là đúng rồi đó. Còn mình xách xuôi số bò thì nó sẽ bị dai. Và sau 40 phút thì cái nồi áp suất nó đã tắt và cái phần thịt của mình nó cũng đã mềm rồi, mọi người thấy không? Cái mỡ của bò nó ra cái màu vàng rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lược cái nước bò này qua cái nồi để mình bắt trên cái bếp bếp điện mình nấu nhé. Mọi người thấy không? Mình lược qua như thế này ấy, thì cái nước dùng cái lẩu bò của mình thì nó cái nước nó rất là trong luôn. Nhìn cái váng mỡ bò nó rất là hấp dẫn. Mọi người thấy không? Mình lược như thế này thì lấy ra được cái quế hồi và gừng nè và những cái máu đông á. Cái ván của thịt đó, đó, mình vớt ra như thế này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bật bếp lên cho nó sôi trở ngược lại rồi mình tiến hành mình đem nếm vô nhé. Đây là cái nạm bò mà vừa nãy mà mình lấy ra ngoài và mình xắt á. Kế tiếp thì mình sẽ nêm vô đây là 1/2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh bột ngọt vô cho bằng 4 lít nước này.
Và các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm gia giảm theo khẩu vị của gia đình của mình nhé. 1,5 muỗng canh đường phèn. Và đối với cái phần lẩu bò mà mình muốn cái nước dùng nó thanh và ngọt thanh á, đậm đà nữa, thì chúng ta nên nếm bằng đường phèn nha. Rồi khi mà thấy cái nước dùng đã sôi rồi thì chúng ta sẽ cho cái bò viên vô và nấu thêm một chút nữa để cho cái phần bò viên nó chín đều, là chúng ta đã có thể múc ra tô và cùng nhau thưởng thức. Đối với cái phần lẩu bò này thì mình ăn kèm với rau, các loại rau á, và mình ăn tới đâu mình nhúng tới đó thì nó rất là tuyệt vời luôn đó ạ. Cho thêm một ít ớt sừng vô để cho nó đẹp nè, và gốc hành vô để cho nhạy mùi nữa nhé. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu nước dùng lẩu bò viên rất là đơn giản luôn, cực kỳ nhanh gọn lẹ, không có quá khó đâu ạ. Mình ăn kèm với rau mùng tơi sẽ rất là hấp dẫn cho cái món này. Ăn tới đâu mình sẽ nhúng cái bò vô tới đó nha. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy video của gia đình mình chia sẻ ngày hôm nay thật là hấp dẫn thì hãy cho gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần Kênh Bếp Cùng Vợ nhé. Rồi, Kênh Bếp Cùng Vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.